Có, thì trước giờ anh đã nghe qua về thị trường chứng khoán quốc tế chưa anh? Chưa. Thì bên em có hỗ trợ cho mình cho các nhà đầu tư đó, để giao dịch các mã cổ phiếu của các công ty rất là lớn như là Apple, Tesla, Microsoft, thì anh đã nghe qua về mấy công ty này chưa anh ơi? À, cũng có nghe rồi, có nghe trên 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 mạng xã hội nói về cũng Apple. À, đúng rồi, khi mà Apple mình lướt web thì lướt web lướt Facebook rồi này kia thì chắc chắn mình sẽ thấy mấy cái công ty này đúng không anh? đúng đúng rồi, đúng rồi. Vâng. Thì khi mà mình tham gia đầu tư á, thì công ty sẽ hỗ trợ mình mua các mã cổ phiếu nước ngoài sẽ thông qua một nền tảng ứng dụng có tên là MetaTrader 5 á. Cái gì Thì ạ? không biết là Meta gì ạ? MetaTrader 5 á. Meta che bồn lắm. Dạ đúng rồi, thì anh đã nghe qua về ứng dụng này chưa? Chưa chưa chị ạ? Chị có thể nói kỹ thêm cho anh em biết được không? Dạ được chứ, thì Vâng đây là vâng. một bên thứ ba liên kết với sàn bên em á, thì hầu như các nhà đầu tư giao dịch chứng khoán quốc tế đều sẽ sử dụng ứng dụng này. Thì trước nữa em cho em xin kết bạn luôn với anh đó, xong rồi cái có gì lát nữa em gửi cho anh về cái ứng dụng này để anh tham khảo thêm ha. Con gì không, con gì nói qua để giới thiệu về cái ứng dụng kia được không, có lời nhiều không? Thì khi mà tham gia đầu tư mua các mã cổ phiếu bên em á, thì anh sẽ nhận được hai khoản tiền lợi nhuận, đó là lợi nhuận cổ tức với lại lợi nhuận tăng trưởng á. Thì anh có nghe qua về hai cái lợi nhuận này chưa vậy anh? Cũng nghe 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 loáng thoáng thôi, giải thích rõ hơn được không, cổ tức là như thế nào được không? Dạ cổ thì ở đây cổ tức là phần lãi của quyết định mà mình chắc chắn sẽ nhận được do tập đoàn công bố trên cả nước trước mà ngày nó chi cổ tức các anh, thì nó sẽ không ảnh hưởng khi mà thị trường tăng giảm á. Dạ Cổ tức có thì nhiều không ạ? À? Bao nhiêu phần trăm nữa chị? cổ tức thì sẽ tùy tập đoàn á anh, thì ở trên cái trang web investing, thì lát nữa có gì em sẽ gửi cái link này cho anh nha. Thì trên cái trang báo này á, nó sẽ các công ty sẽ cập nhật cái mặt cái cổ tức của công ty kia ở trên này hết á, với lại ngày chi cổ tức luôn, thì anh có thể theo dõi ở trên cái trang web. Với cái lợi nhuận gì đấy à? Với lại lợi nhuận tăng trưởng, thì đây là chủ yếu là cái phần lợi nhuận này là chủ yếu là mình sẽ mua vào ở mức giá thấp và bán ra ở mức giá cao á, khi mà tìm kiếm. Dạ đúng rồi, thì không biết là hiện tại thì anh đang làm công việc gì vậy anh hả? Đang làm kinh doanh nhỏ lẻ thôi. Mình đang kinh doanh, Vâng. thì em nghe giọng anh thì chắc cũng tuổi còn trẻ mà đúng không anh? Vâng, đang trẻ gần 30 thôi ạ. Gần 30 thì còn trẻ mà. Vâng ạ. Dạ. Thì không biết là bên cạnh cái công việc kinh doanh đó thì anh có làm thêm công việc gì để kiếm thêm một thu nhập ở ngoài không anh? Không, cũng đang định nghiên cứu này, đầu tư chứng khoán quốc tế đấy, nhưng mà chưa biết ai tư vấn bắt đầu từ đâu. Vậy thì lát nữa anh cho em gửi một số thông tin cho anh ha. Về thì hồi nãy em có nói với anh về cái phần lợi nhuận tăng trưởng anh, thì anh có hiểu qua về cái phần cái tức là khi mà tôi dạy với chị Trang nha, ví dụ mà bây giờ về ví dụ cái bán gần nhất là ví dụ của tập đoàn Việt Nam, thì khi mà anh bây giờ ví dụ nhà nếu mà anh mua tại ở mức giá là 1 đô trên một cổ phiếu á, thì bây giờ nếu như mà anh nắm giữ cho mình là 1.000 cổ phiếu trong phiên giao dịch, thì nếu mà phiên giao dịch tiếp theo á là cổ phiếu tăng trưởng lên là hai lên với giá là 2 đô trên một cổ phiếu á, thì có cả lúc này là anh đã có lợi nhuận cho mình là 1 đô trên một cổ phiếu không? Thì khi mà anh nắm giữ 1.000 cổ phiếu á, thì có phải thị trường lúc thì có phải là thì khi mà anh bán ra thì anh sẽ có trung bình là 1.000 đô trong một cổ phiếu không? Vâng, hiểu rồi. Nhưng mà nếu nó Dạ. lỗ thì sao? Thì cái này thì anh yên tâm, khi mà tham gia vào thị trường bên em á là sẽ có đội kỹ thuật hỗ trợ cho mình một một trong suốt thời gian giao dịch luôn anh. Vâng. Thì bên em sẽ hỗ trợ cho anh mua vào ở thời điểm giá tốt và sẽ hỗ trợ giúp anh hỗ trợ cho anh chốt ở lợi nhuận tốt nhất cho mình luôn anh. Có nghĩa là chắc Thì chắn có lời á hay sao ạ? dạ khi khi mà ví dụ mà giá giảm đó, thì bên em cũng sẽ canh lệnh ở để cho mình ở mức lợi tiền, chắc chắn là mình có lời á anh.
Chắc chắn luôn á? Ý là sẽ canh mức lệnh cho anh chứ không phải là để cho anh bị rơi vào mức mà bị lỗ hay sao á anh? Anh nhưng mà nếu lỗ thì sao? Alo. Nếu lỗ thì sao? Thì tham gia vào thị trường thì chắc chắn là sẽ có lúc mà thị trường giảm, lúc tăng đúng không anh? Thì đối với thị trường cổ phiếu thì thông thường sẽ bên em với là sẽ có hai lệnh, đó là lệnh buy với lại lệnh sell. Thì lệnh buy sẽ giúp mình mua ra ở mức giá, giúp mua giá thấp bán giá cao, và lệnh sell là lệnh bán không cao hơn giá thấp. Cho nên là về cái bản này thì anh cứ yên tâm nha. À, anh em ơi, anh hỏi tí. Dạ. Em đi làm lừa đảo lâu chưa? Đâu, em chỉ muốn gửi đến bên Trang thôi mà. Em đang ở bên Campuchia hay là ở bên Lào đấy? Cam à? Dạ không có. Thôi, đừng có làm lừa đảo đấy. Sau này quả báo đấy. À. Về đi, trốn về đi, đừng có làm thế. Trốn đi, trốn dạ. Về đi, đừng có làm lừa đảo. Bọn Trung Quốc nó ăn hết tiền của người Việt Nam đi, làm thế thất đức lắm. Tiền lừa đảo về bọn Trung Quốc hết, thất đức lắm. Sau này hối hận cả đời đấy em ạ, à, đừng làm thế. Dạ vâng. Tìm cách trốn đi, hoặc là bảo người nhà nộp tiền chuộc rồi về đi, đừng làm thế. Lừa đảo người Việt Nam nhiều người ta khổ lắm, em lừa người ta khổ sở lắm, làm thế thất đức lắm. Sau này con cái gánh hậu quả quả báo của em ấy. À, dạ vâng ạ. Dạ cảm ơn anh ạ. Đúng không? Em nghe chưa? Em nghe anh nói không? Dạ có. Có gì? Đang mấy người đang ngồi xung quanh nghe đúng không? À, dạ có anh. Có mấy người đúng không? Em chắc là bị lừa sang làm kiểu việc nhẹ lương cao rồi sang làm kia đúng không? Họ bắt họ đưa vào đặc khu đúng không, hay là cái tòa nhà gì mà không trốn ra được đúng không? À, anh có ấy à, cho nên là chắc em xin phép cắt nha. À, có người xung quanh à rồi dạ, cắt dạ. Đi nhá, nghĩ nghĩ về lời anh nói nhá. À, dạ vâng, dạ cảm ơn anh ạ. Ừ.